Xin chào quý vị. Trước tiên xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo tổng quan về vận mệnh cuộc đời của người tuổi Kỷ Mão. Thưa quý vị, Kỷ Mão là những người có khát khao vô cùng mạnh mẽ, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, từ học tập, công việc, tài chính cho đến tình yêu, họ đều cố gắng nỗ lực hết khả năng của mình để vươn tới thành công. Chính vì thế mà họ thường xây dựng cho mình hình ảnh của một người trưởng thành. Dù tuổi đời còn khá trẻ, những người tuổi Kỷ Mão sở hữu trong mình tính cách thẳng thắn và cởi mở với năng lượng của Thổ, khiến cho ý chí của người tuổi Kỷ Mão kiên định hơn so với các tuổi Mão còn lại. Do đó mà trong công việc, Kỷ Mão thường được cấp trên đánh giá khá cao và thường được giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Mỗi khi phải đối mặt với những rắc rối trong cuộc sống thì người Kỷ Mão thường có xu hướng thu mình lại, suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Họ luôn tính toán huy động mọi nguồn lực có trong tay và sử dụng chúng sao cho khéo léo nhất. Nam giới Kỷ Mão điềm đạm chín chắn, nữ giới thì ngọt ngào nhã nhặn. Do đó mà người tuổi Kỷ Mão dễ dàng chiếm được tình cảm của những người xung quanh. Tuổi Kỷ Mão nữ mệnh có một đời sống có phần sung túc về mặt tiền bạc, phần tình cảm dồi dào. Quý vị tuổi Kỷ Mão có khả năng tạo lấy một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp cho cuộc đời của mình. Cuộc sống của quý vị tuổi Kỷ Mão không đến nỗi phải có nhiều cực khổ về mặt thể xác. Có thể tuổi Kỷ Mão còn lên cao với đường tài lộc nữa. Vào khoảng năm 34 tuổi trở đi thì con đường tài lộc có cơ hội phát đạt mạnh mẽ nhất. Nữ giới tuổi Kỷ Mão có cơ hội phát triển mạnh về sự nghiệp công danh. Số được hưởng tài lộc vào thời kỳ trung vận, cuộc sống có nhiều sung sướng. Nữ giới tuổi Kỷ Mão có một sức lực dồi dào, sức khỏe rất tốt. Đặc biệt tuổi Kỷ Mão nam mệnh và nữ mệnh sống rất trường thọ. Tuổi Kỷ Mão nam mệnh có nhiều vất vả trong cuộc sống vào khoảng thời gian từ 21 đến 28 tuổi. Tuy nhiên, bắt đầu thời gian từ 29 tuổi trở đi thì cuộc sống có nhiều hy vọng tốt đẹp. Thời gian này có thể có cơ hội tạo ra tương lai và sự nghiệp. Cuộc sống thì khó nắm được phần vững chắc về phần tài lộc và sự nghiệp, cũng hay bị thay đổi và không bao giờ yên định để an tâm theo đuổi những ý định của cuộc đời mình. Tuy nhiên, bắt đầu từ 30 tuổi trở đi thì mọi người có thể tạm yên ổn, phần sự nghiệp hơi vững vàng và vẫn ở mức độ bình thường. Thưa quý vị, tuổi Kỷ Mão, số này tuổi nhỏ có tiền nhưng không giữ được, bay liền theo tay. Mùa xuân lỗi số đắng cay, mồ hôi nước mắt chảy ngay dòng dòng, gặp hồi cực khổ gian nan, vợ chồng khắc bạc muôn ngàn thảm thương. Anh em cha mẹ hai dòng, không thì chồng vợ lòng dòng đôi ba, thấy ai năn nỉ xót xa, bạc tiền ủ sẵn móc ra đưa liền. Ăn rồi phản phúc tự nhiên, ơn đâu chẳng thấy oan liền theo tay. Chờ cho vận cuối phát tài, cây già kết trái bằng hai những ngày. Thưa quý vị, tuổi Kỷ Mão có nhiều đau khổ trong cuộc sống ở vào độ tuổi từ 21 đến 28 tuổi, nhưng bắt đầu từ 29 tuổi trở đi thì cuộc đời có nhiều hy vọng, triển vọng, có cơ hội tạo lấy tương lai và sự nghiệp. Cuộc sống thường hay bị đảo lộn thường xuyên, khó nắm được phần vững chắc về tài lộc và sự nghiệp, cũng hay thay đổi lên xuống, không bao giờ có yên tâm mà thay đổi lên xuống. Cuộc đời người tuổi Kỷ Mão trải qua nhiều sự cay đắng, đắng cay trong cuộc đời. Sự sống tuổi nhỏ thường bị đe dọa bởi tiền bạc hay thiếu thốn và khó khăn. Bắt đầu vào năm 30 tuổi mới được yên, nên cẩn thận và dè dặt từ ở độ tuổi 21 đến 28 tuổi. Thưa quý vị, về vấn đề tình duyên của người tuổi Kỷ Mão, vấn đề tình duyên lại có nhiều khắt khe hơn nữa. Tuy nhiên có thể được yên tĩnh đôi chút vào những bước đầu, sau đó lại có nhiều sóng gió. Tình duyên nếu không có sự sáng suốt và nhẫn nại thì hay bị nghi kỵ và đổi thay, có khi phải lâm vào cảnh xa vắng, luôn luôn có nhiều phiền muộn về vấn đề tình duyên. Cho nên tuổi Kỷ Mão lưu ý cho vấn đề này. Về vấn đề gia đạo của người tuổi Kỷ Mão, thưa quý vị, về vấn đề gia đạo không được hòa thuận cho lắm. Số tự lập, cuộc đời phải nhờ đến khả năng mà không nhờ đến tình thương yêu của gia đình. Gia đạo có thể được yên ấm, quý vị phải vào ở độ tuổi 30 trở đi. Công danh lên bổng xuống trầm dường như là vấn đề công danh đối với tuổi Kỷ Mão không quá cần thiết và không đặt nhiều hy vọng về vấn đề này. Yên phận và tự an ủi mình bằng khả năng hơn là tìm bước công danh. Cuộc sống đối với công danh không có gì quan trọng lắm. Sự nghiệp hoàn thành vào 28 tuổi nhưng hay bị trở ngại
phải qua tuổi 30 mới có thể vững chắc và có nhiều hy vọng thành công. Tiền bạc không được có nhiều cho lắm, nhưng có thể tạo được nhiều thành công tạm thời. Về vấn đề này, có thể đặt hết tin tưởng vào vấn đề tiền bạc vào khoảng tuổi 29 trở đi mới tạo được khả quan. Còn một thời kỳ sụp đổ tiền bạc tạo ra khó khăn rồi mới tạo được nhiều tiền và bền vững. Tuy nhiên, quý vị cũng cố gắng và sáng suốt hơn thì tiền bạc cũng vào mức độ trung bình mà thôi. Thưa quý vị, về vấn đề tuổi hợp cho làm ăn, trong vấn đề nhận xét ở trên chỉ nhận xét riêng về cá nhân của quý vị. Nhưng nếu trong sự làm ăn mà quý vị lựa chọn được những tuổi tốt hợp với sự phát triển khả năng của quý vị thì sự làm ăn tạo lấy tiền bạc có nhiều khả quan hơn. Trong sự làm ăn hồn hạp hay hợp tác, quý vị cần lựa chọn những tuổi này. Đó là các tuổi rất phù hợp với tuổi của quý vị trong mọi lĩnh vực và khía cạnh của cuộc đời, gồm các tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân. Ba tuổi này rất hợp với tuổi quý vị trong cả mọi hoạt động của cuộc đời. Về vấn đề lựa chọn vợ chồng, vấn đề này thuộc về lĩnh vực tình duyên. Trong sự lựa chọn vợ chồng cũng rất quan trọng và rất quan trọng liên quan đến cuộc đời của quý vị Tân Mão. Vì vậy, quý vị tuổi Tân Mão nên lựa chọn làm sao cho tuổi người mà mình muốn hồn hạp là phải phù hợp với tuổi của quý vị, tức là hợp với tuổi của quý vị, thì mọi việc làm ăn hồn hạp sẽ được tiến triển rất là thuận lợi và thành công khả năng rất cao. Thưa quý vị, những tuổi đại kỵ cho người tuổi Kỷ Mão, những tuổi sau đây là những tuổi đại kỵ đối với tuổi Kỷ Mão. Đó là Kỷ Mão đồng tuổi Ất Dậu, Mậu Tý, Tân Mão, Đinh Dậu, Bính Tý và Quý Dậu. Đây là những tuổi đại kỵ đối với quý vị tuổi Kỷ Mão. Thưa quý vị, những năm khó khăn nhất đối với quý vị tuổi Kỷ Mão ở vào các độ tuổi 26, 28, 31, 33, 38 và 45 tuổi. Những năm này, quý vị có nhiều thất bại trong sự làm ăn, có nhiều sự đổ vỡ và đau buồn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất đối với tuổi Kỷ Mão. Thưa quý vị, tuổi Kỷ Mão hợp vào những ngày giờ và tháng sau đây trong việc xuất hành làm ăn, hồn hạp hay hợp tác phát triển sự nghiệp. Đó là những ngày lẻ, giờ chẵn và tháng lẻ. Quý vị cẩn thận mà theo ngày giờ xuất hành trên thì khỏi sợ mang lấy thất bại trong mọi lĩnh vực của cuộc đời. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo vật phẩm tỷ hưu. Thưa quý vị, theo truyền thuyết thì nó là một loài thú có sừng, có bờm uốn cong rất dài nên còn có tên gọi là hưu trời. Hai cái sừng của nó có tác dụng trừ tà. Về sau nó có xu hướng phát triển thành con thú một sừng. Người ta nói rằng tỷ hưu có tác dụng hút tài lộc bốn phương về cho gia chủ, đặt trên bàn làm việc, quầy thu ngân, ban thờ thần tài và phải hướng đầu ra cửa chính hoặc cửa sổ. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo đặt hũ muối cung thần tài, hút tiền bạc vào nhà, gia chủ giàu lên như trúng số. Thưa quý vị, đặt hũ muối theo phong thủy dưới đây sẽ giúp xua đuổi tà ma, hút tài lộc vào nhà, cuộc sống đang nghèo trở nên khấm khá. Công dụng của muối trong phong thủy. Thưa quý vị, trong nhiều nền văn hóa cổ đại bao gồm cả Việt Nam và một số nước Á Đông, muối được xem là có tính chất làm sạch. Từ lâu chúng đã được sử dụng trong các nghi lễ tẩy rửa và liệu pháp thanh lọc cơ thể. Ông bà ta thường nói đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, để chứng tỏ sức mạnh xua đuổi tà khí của muối. Muối có thể hấp thụ năng lượng thấp và tiêu cực, xua đuổi những loại khí xấu, đồng thời mang đến những nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Trong phong thủy, tinh thể muối kết hợp với nước càng làm gia tăng tác dụng. Thêm vào đó, những đồng tiền kim loại được đặt trong bát muối sẽ tạo nên các phản ứng giúp tẩy rửa và làm tiêu tán năng lượng tiêu cực. Bởi vậy, dùng muối để hóa giải những nguồn năng lượng tiêu cực trong gia đình là một vũ khí phong thủy hữu hiệu từ ngàn đời nay. Dùng muối để hóa giải như thế nào? Thưa quý vị, rắc muối để xua tà khí. Trước khi chuyển đến nơi ở mới, quý vị hãy rải muối vào phòng, đặc biệt là ở các góc nhà. Muối sẽ giúp hấp thụ năng lượng của những người chủ trước đó. Sau 24 giờ, quý vị có thể quét chúng đi, đặt bát muối để mong sung túc. Nhiều nhà giàu thường hay đặt bát muối ở góc nhà cung tài lộc hướng đông nam để mong muốn giàu có. Quý vị cũng có thể làm theo cách này, hoặc đặt bát muối ở cung gia đạo hướng đông nếu muốn cải thiện sức khỏe. Thay muối 2 tháng một lần, đặt bát muối để xua tà khí cho cả năm. Thưa quý vị, chuẩn bị một bát nước muối phong thủy. Đầu tiên cho muối vào đầy 3/4 bát hoặc ly thủy tinh, rồi đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn vào bát. Chú ý đặt trên mặt muối và mặt dương của xu ngửa lên trên. Nước muối hấp thu năng lượng tiêu cực. Quý vị hãy cho tiền xu vào bát nước muối đặt ở những nơi có năng lượng không tốt,
cách này được xem là rất hiệu quả nếu quý vị thực hiện đúng cách. Trước tiên, quý vị cho muối vào bát hoặc ly thủy tinh chiếm 3/4 bát, đặt 6 đồng tiền xu xếp theo hình vòng tròn lên trên mặt muối. Chú ý đặt mặt dương, tức là mặt có ký tự khác hướng lên trên. Sau đó quý vị đổ nước đầy đến miệng bát, đặt bát muối lên một miếng vải lót và không đậy bất kỳ thứ gì lên trên miệng bát. Quý vị nên đặt bát ở những nơi tiếp xúc với không khí, tránh những không gian kín như tủ, chạn bát. Bát muối sau một thời gian sẽ xuất hiện phản ứng muối của hiện tượng kết tủa tràn ra ngoài miệng bát. Do đó, nếu e ngại vấn đề thẩm mỹ, quý vị có thể đặt bát muối ở góc khuất hoặc đằng sau vật nào đó như ghế sofa, hoặc là đặt sau chậu cây cảnh. Trong vòng 1 năm, để yên bát muối tại một vị trí không xê dịch, nếu không năng lượng tiêu cực đã tích tụ sẽ tan vỡ. Đặt muối ở đâu? Thưa quý vị, nên đặt bát muối ở góc nhà hướng đông nam, cung tài lộc, nếu mong muốn tiền bạc của gia đình dồi dào. Còn nếu mong muốn cải thiện sức khỏe cả gia đình, quý vị nên đặt bát muối ở hướng đông, cung gia đạo, cứ mỗi 2 tháng lại thay bát muối. Tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt rước tài lộc vào nhà. Thưa quý vị, trong phong thủy, tiền xu là biểu tượng cho của cải vật chất và tài lộc trong gia đình. Chính vì vậy, những đồng tiền xu cổ được nhiều người sử dụng để kích tài vận, mang lại may mắn cho công việc kinh doanh của mình. Đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền cũng là một trong những loại tiền xu có ảnh hưởng quan trọng tới tài lộc và vận số may mắn cho con người. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt là gì? Thưa quý vị, đồng tiền hoa mai hay còn được gọi là hoa mai kim tiền là đồng tiền xu được đúc bằng đồng hình hoa mai 5 cánh. Trên mỗi cánh hoa mai sẽ được chạm trổ ngũ tự gồm thọ, mệnh, trường, phú, quý. Mặt còn lại sẽ được khắc hình đào tiên, trường thọ, chim khách, cát tường, thỏi vàng, của cải, rơi, phúc, tuần lộc, lộc. Chính vì vậy, đồng tiền hoa mai thường được coi như là một vật phẩm mang lại sự may mắn, thu hút tài lộc của cải cho gia chủ. Dân gian vẫn truyền tai nhau rằng nếu ai có đồng tiền hoa mai Việt Nam bằng đồng để trong két thì tiền vàng ùn ùn kéo tới, lộc lá ngập nhà. Nhưng cách sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam để kích hoạt vận may liên quan tới tài lộc thì không phải ai cũng nắm rõ. Bởi nếu làm không đúng cách thì tiền chẳng vào nhà mà còn có nguy cơ đội nón ra đi. Ý nghĩa của đồng tiền hoa mai với két sắt. Thưa quý vị, đồng tiền hoa mai là một vật phẩm phong thủy mang ý nghĩa hỗ trợ vận may, tài lộc tới cho chủ nhân sở hữu. Tiền hoa mai thường được treo thành cặp, tạo thành 2 bông mai 10 cánh, tượng trưng cho thập toàn hoàn mỹ. Tiền xu hoa mai được coi như vật khí để trấn yểm hung khí, thu hút vận khí tốt lành, mang tới sự thịnh vượng, danh vọng. Từ thời xa xưa, đồng tiền hoa mai đã được rất ưa chuộng làm vật tùy thân mang theo khi ra ngoài để giúp các mối quan hệ trong xã hội trở nên tốt đẹp, ít hiềm khích, dễ dàng có được công danh sự nghiệp. Đồng tiền hoa mai được sử dụng rất nhiều không chỉ trong gia đình mà còn trong kinh doanh buôn bán với công dụng đa năng như tránh chuyện thị phi, kiện tụng, giải trừ kẻ tiểu nhân. Cách kích hoạt vận may khi sử dụng đồng tiền hoa mai cũng rất đơn giản. Quý vị chỉ việc đặt đồng tiền hoa mai vào két sắt và nghĩ về sự giàu có, thịnh vượng. Có thể đặt hoa mai kim tiền vào một cái túi nhung đỏ để giữ cho đồng xu được sạch sẽ và không bị các đồ vật khác trong két chạm vào gây chảy xước. Thưa quý vị, tránh để đồng tiền hoa mai tại những vị trí ẩm thấp, uế tạp như nhà vệ sinh, phòng tắm, vì những vị trí này được quan niệm là nơi gây thất thoát của cải, có thể đem lại vận xui cho gia chủ. Cho nên quý vị hết sức lưu ý cho cách đặt đồng tiền hoa mai trong két sắt. Thưa quý vị, người ta vẫn sử dụng đồng tiền hoa mai Việt Nam như một lá bùa thu hút vận may và đem lại nguồn sinh khí tốt lành. Nếu đồng tiền hoa mai bằng đồng để trong két sắt thì công việc làm ăn của gia chủ sẽ gặp thuận lợi, làm đâu thắng đó và tránh được những chuyện thị phi, kiện tụng gây trở ngại. Đồng tiền hoa mai đặt trong két sắt mang đến vận may tài chính cho gia chủ, hỗ trợ đường quan lộ rộng mở và phát lộc phát tài. Tuy nhiên, để có một góc két sắt hợp phong thủy thì có lẽ chỉ hoa mai kim tiền là chưa đủ. Quý vị cần phải nắm được hướng đặt két sắt theo tuổi cũng như kích thước két sắt phù hợp với căn phòng của mình. Trong ngôi nhà, két sắt là nơi lưu giữ tiền của cho gia chủ. Chính vì thế, việc lựa chọn vị trí để két và vật phẩm đặt trong két là vô cùng quan trọng. Đồng tiền hoa mai có thể đặt ở nhiều vị trí như trên bàn thờ, treo lên tường hay treo trước cửa ra vào nhà của quý vị. Nhưng để phát huy tối đa vận khí do đồng tiền hoa mai tạo ra, quý vị nên đặt trong két sắt trong gia đình. Két sắt là vật quan trọng trong gia đình vì ngoài giữ tài sản, két sắt còn chứa đựng nhiều giấy tờ tài sản quan trọng. Chính vì thế, theo phong thủy, két sắt là vật chứa đựng nguồn năng lượng lớn và là nơi tập trung tài lộc trong nhà, quyết định sự hưng vượng cho gia chủ. Việc đặt đồng tiền hoa mai
bên trong hay bên ngoài két sắt sẽ giúp mang lại tài lộc dồi dào, gia tăng tài khí, công việc, kinh doanh thuận lợi. Thưa quý vị, trên thực tế, độ thẩm mỹ của đồng tiền hoa mai đẹp nhất là kết hợp với một chiếc két sắt mini đẹp. Tuy nhiên, nếu quý vị đã sở hữu một chiếc két sắt thông thường thì vẫn có thể đặt đồng tiền hoa mai để tăng sự may mắn. Quý vị nên đặt đồng tiền hoa mai hay hoa mai kim tiền ở trong két sắt, đặt trên sấp tiền trong két sắt của nhà quý vị là tốt nhất. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.